Hai trai nghe báo chị ở lớp mình từ lũ chị tám rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Vậy là bản tiếp theo cũng đã được lên lịch, nhà fan cũng đã chính thức gửi thông báo cho người chơi vào cách đây khoảng 21 phút trên trang web, trên trang fanpage chính chủ nhà fan cũng như trang trên trang chủ của nhà fan luôn. Nội dung cập nhật, thời gian cập nhật thì sẽ vào là chiều mai, từ khoảng 2:30 chiều cho tới 3:30 chiều giờ Việt Nam các bạn nhé. Nội dung cập nhật bao gồm những thông tin như sau. Hay lắm các bạn ạ. Gói Battle Pass mới của tháng 5, update hai bí truyện, một bí truyện của Grazer, của Kaiser và một bí truyện nữa của Mr. Karate. Hai bí truyện mới các bạn ạ. Update các tượng mới bao gồm tượng của Meili, Hinako, Tung Fu, Shunei và Owas. Không quan trọng lắm đúng không các bạn? Tất cả đều không quan trọng lắm. Cái Battle Pass tháng nào cũng có. Cái quan trọng nhất đó chính là vòng 4, đó là New Fighter Super Star Athena, ngôi sao Athena các bạn ạ. Siêu sao Athena các bạn nhé. Dịch vật sắp là siêu sao Athena. Ở bên này thì nó ghi là siêu sao Athena chứ không có Athena 14 đến 15 gì cả các bạn ạ. Rồi và update viện trợ mới, đó là viện trợ của Zero kèm theo gộp server, đó là server 9 và server 11, server 12 và 14 và server 36 và server 38. Kèm theo đó là link event cực hot. Đấy, mình cũng rất hóng chờ xem event lần này. Cụ thể chúng ta sẽ có sinh nhật hay sinh nhất, sinh nhão hay vào đợt event này không? Để chúng ta cùng theo dõi ngay lập tức các bạn nhé. Thời điểm diễn ra event bắt đầu vào từ ngày 24 và kết thúc vào ngày 1 tháng 5. Bao gồm event như sau. Những cái gì ngắn gọn và nó dễ quá mình bỏ qua các bạn nhé. Asgard Garden là bảo vệ khu vườn mật của As, bỏ qua đây, những cái gì quan trọng mình sẽ đề cập tới. Ngày 24, hôm nay là ngày 2 mấy? Hôm nay là ngày 22, như vậy chúng ta có 2 ngày nữa là sẽ chơi chuỗi event mới các bạn nhé. Còn ngày hôm nay thì chúng ta vẫn đang chuỗi event cũ. Ngày 24 chúng ta sẽ có bán trang phục và quay hồn hạp kép của bộ đôi thầy trò Tung Furu và Shunei các bạn ạ. Đấy, từ ngày 24, 25, 26 chúng ta có 3 ngày, kèm theo đó là có 3 vật phẩm, đó là võ sĩ này, trứng này và hồn vũ khí các bạn ạ. Đấy, quá là ngon đúng không? Đấy. Các bạn cũng sẽ được hưởng lợi event, gọi là event tiêu kim cương kép. Đấy, quay vòng quay hồn hạp sẽ được trả lại kim cương và tiêu kim cương sẽ được trả lại kim cương. Các bạn lưu ý đây là sự kiện cực kỳ ngon, mình đã chơi sự kiện hồn hạp kép của Tung Furu, chính xác là hồn hạp đơn của Tung Furu một lần rồi. Đấy, các bạn có thể tham khảo video đấy để cảm nhận chính xác cái sự ngon nghẻ của hồn hạp sự kiện tiêu cương kép này nó như thế nào. Tuy nhiên thì sự kiện này mình nghĩ rằng nó sẽ bị lu mờ bởi vì sẽ có Athena ở đằng sau, võ sĩ ung thư. Có nhiều người nói thì Athena có ung thư nhất trong 4 con khi mà lâng lên được cái tầng là tầng lục 1. Nó khác với Rapetto và con Shion. Đấy là nếu không cần thiết phải lâng lên lục môn, nó vẫn là một con cực khỏe. Nó vẫn đạt được cái hiệu quả phòng thủ và tấn công tuyệt đối. Nhưng riêng Super Athena, thì Super Star Athena thì buộc phải lâng lên tầng lục môn, nó mới gọi là bá đạo nhất trong các loại bá đạo các bạn ạ. Rồi, cho 2048 mình sẽ bỏ qua các bạn nha. Những gì quan trọng thì chúng ta sẽ đề cập tới. Hết event đợt event ngày cuối cùng của event hồn hạp kép sẽ có một bán một cái gói quà limited gì đó. Đấy, mình nghĩ là nó sẽ là bán cho gói gói mới nhất thì chắc là gói của Shunei bán rồi này. Sau Shunei là chắc là thần bài hoặc là Leo La chiến binh, mình nghĩ lấy đại loại như thế. Đấy, gói limited pack này. Rồi. Và bán trang phục của các bạn nhá, trang phục của Tung Furu này vẫn trong cái đợt event tiêu kim cương kép đấy. Đấy, ngày cuối cùng nó mới bán trang phục của Tung Furu, ngày đầu đó là bán trang phục của Shunei. Đấy, nói chung thì cũng nằm trong đợt ý thôi. Rồi, chúng ta hãy cùng xem. Đây rồi các bạn ạ. Đấy, ngày 27 sẽ là kết thúc. Ngày 26 sẽ là kết thúc của event điểm danh chào mừng sinh nhật đợt 2 các bạn nhá. Đấy, ta chuẩn bị đây. Còn ngày 27 sẽ là đợt 3. Đấy, không biết nó gọi lên đợt 4 nữa hay là gì các bạn ạ. Đấy, đúng không? Đấy, còn nó còn thêm một cái nữa là warm up lần 2. Vai thật chứ các bạn ạ. Nó chuẩn bị sinh nhật vai lắm thế. Đấy. Các bạn lưu ý là ngày các hiện nay thì mỗi ngày chúng ta đều đăng nhập để nhận được những vật phẩm. Và vật phẩm ấy thì chưa dùng được. Và tới tận ngày 27, từ ngày 27 cho tới tận ngày mùng 2 tháng 5, mùng 4 tháng 5 thì các bạn vẫn tiếp tục nhận thêm những cái vật phẩm khác nữa nhá. Để tích lũy vào đấy. Chơi event sinh nhật nó bắt đầu nó do chơi các bạn ạ. Nó chuẩn bị event sinh nhật.
kinh vãi chưởng luôn các bạn. Mình xin đính chính hơn một tí nữa là cái sự kiện đây, cái GIF third run ở đây này, cái sự kiện trên này các bạn này, đấy là cái sự kiện đăng nhập nhá. Còn sự kiện ở bên dưới là cái sự kiện nó cho các bạn một cái shop giống như cái shop hôm vừa rồi đấy, và cho bạn có thể mua vật phẩm ở đấy. Hơi đáng tiếc một tí là không có event tiêu viêm cương kèm trong cái đợt này đấy, thì các bạn cân nhắc mà chơi nhá. Đấy, mình nghĩ vật phẩm nó sẽ khác đợt vừa rồi đấy, đợt vừa rồi cũng ngon nhưng mà hóng sinh nhật nên là nhà không ai dám tiêu. Nhưng mình nghĩ đây sẽ đợt gọi là chuẩn bị cuối cùng gọi nhá, nó chuẩn bị lắm vai. Rồi ngày 27 thì còn bán thêm các hồn vũ khí của những cái con không quan trọng lắm, em mình bỏ qua nha, cái gì quan trọng bỏ qua. Những cái gì quên mất quan trọng, không quan trọng mình sẽ bỏ qua. Ngày 27 cũng có cho đổi mảnh võ sĩ luôn, có cho đổi hồn viện trợ của võ sĩ luôn. Hồn viện trợ đầu bài chơi kiểu dạng ngon em, có sự tiêu kim cương, mình đang đợi diện tiêu kim cương. Ngày 27 cũng có event Shake and Shake, rất nhiều event ngon các bạn ạ. Shake and Shake này hơi hên xui một tí, diễn bắt từ ngày 27, 28, 29. Cái gì đây? Shake and Shake này mình nghĩ là nó copy sai nhá, từ 27, 28, 29, 30 thôi, hoặc 3 ngày thôi, 27, 28, 29 thôi. Khi 31 tháng 5 này thì láo tét đúng không? Server gì diễn ra 20 ngày, điên. Này, Super Boundary là Athena nó bắn bóng điện, bỏ qua đây. Chúng ta sẽ có cào gì đây? Đây là cào vàng hay tàu kim cương? Đây là cào vàng các bạn ạ. Super Scratcher. Bảo vệ Melee. Cái nhà xăm bản sao Melee bỏ qua đây. Đổi run vào ngày 29-30. Cũng trùng event hot run. Rồi. Ngày mùng 1 đây rồi các bạn này. Ngày mùng 1 chúng ta sẽ có X2 màn chính các bạn nhá. Nên là các anh em mình nghĩ là tích thì được cái tích trả thị thôi. Giờ nó X2 màn chính không có quan trọng rồi. Đấy. Ngày 11 cũng có X2 thể lực luôn. Server mới thì khá là sướng vì được lên level nhanh, được tiệm cận với các server cũ hơn. Rồi ngày 11 thì chúng ta cũng là ngày đầu tháng và chúng ta sẽ có vòng đua Athena. Rồi đây, Time Limited Chess Superstar Athena diễn ra từ ngày 1 cho tận ngày 5 các bạn nhá. 5 ngày đầu tháng chúng ta sẽ đua Super Athena. Đây là vòng 1. Team Châu Nữ có lẽ là sẽ những người vui nhất. Sang thế rùa có lẽ là những người vui nhì. Con này sẽ là con thay thế tuyệt vời cho Athena 102, là một tư chất 14 vẫn rất mạnh ở thời điểm hiện tại, nhưng Athena tư chất 15 nó còn mạnh hơn. Rồi. Như vậy Athena là võ sĩ tiếp theo có tới tận 3 phiên bản. Đấy, phiên bản võ sĩ có 3 phiên bản. Mình đầu tiên có lẽ là Istik, võ sĩ thứ hai là Kyo, võ sĩ thứ ba là Leola đấy, và võ sĩ thứ tư mình nghĩ là Athena. Nó có 3 phiên bản khác nhau các bạn ạ. Rồi, và tất nhiên phiên bản cuối cùng bao giờ cũng là phiên bản mạnh nhất. Kèm theo với vòng đua lần 1 bao giờ cũng là máy kéo, cũng diễn ra đồng thời gian luôn. Và thay vì event tiêu kim cương sẽ là event nạp kim cương các bạn nhá. Bốc tối đa của nó lên tới 30k kim cương. Ok. Rồi đấy, anh em nào mà dồn tiền thì mình ở đây dồn sự kiện này mà nạp. Đúng không? Vật phẩm nó sẽ là theo mình đánh giá là ngon hơn cả. Rồi. Các sự kiện không quan trọng lắm mình sẽ bỏ qua. Đây là săn bản sao Athena 102 thôi. Săn bản sao Ukyo này. Campaign Master là quét màn chính, đủ số lần nhận thêm tưởng, không có quan trọng. Sẽ có quay chìa dương thần, giảm giá 50% cho 10 lần đầu tiên. Và quay lần quay chiến thần thì đạt mốc giới hạn sẽ nhận thêm vật phẩm. Đấy, không biết nó có khác biệt gì không chứ nó không quá ngon. Mình nghĩ là chờ event sinh nhật. Rồi. Vãi thật. Nó lại còn cả cái trò đăng nhập bước thứ tư nữa các bạn ạ. Vãi thật, như là đăng nhập tuần thứ tư. Nghĩa là cho một tháng chuẩn bị chơi event sinh nhật các bạn ạ. Vãi thật. Quá lâu luôn các bạn ạ. Trời ơi. Mình gặp fan mày có biết tao sốt trắng như nào không? Kể mình biết mà nó chuẩn bị lâu như này, mình chơi sử event hồn lực các bạn ạ. Mình sợ nó ra event event sinh nhật sớm quá, thành ra là mình không dám chơi. Các bạn lưu ý như vậy, chúng ta tiếp tục điểm danh tuần thứ 4 trước khi bước vào event sinh nhật các bạn nhé. Từ ngày mùng 4 cái 11 tháng 5. Kinh vãi luôn. Mình tưởng là hóa tăng 3 bận, nó 4 bận rồi các bạn ạ. Sợ thật. Quicken Bank là event điểm danh tuần, các bạn sẽ nhận được tới tận 300 hay 350 kim cương free các bạn nhá, kèm theo mảnh tính chất 14, nói chung là ngon lắm, cung cấp thêm kim cương các bạn ạ. Ngon. Rồi, diễn ra từ ngày mùng 4 đến 11 luôn. Xem còn event gì đáng để review không. Đây là bảo vệ săn bản sao Maki, đổi nhiều cuốn sách,
không quan trọng, bán trang phục. À, ngay sau khi kết thúc vòng đua thì sẽ là bán trang phục cho Athena các bạn nhé. Cho Athena tính chất 15 đấy, siêu sao, Athena siêu sao đấy. Rồi, kèm theo hồn vũ khí luôn, 30 gà kim cương. Có phần tiêu kim cương theo kèm, trùng với mốc thời gian, 6-7-8, hợp lý. Săn bản sao của Omega Rugal. Đây là tinh luyện trang bị thì đủ số lần nhé, kiện tính tưởng. Em còn cái gì nữa không? Rồi, tiếp tục hot run nữa các bạn này. À, ngày mùng 9 đến 11 nghĩa là sau khi kết thúc hồn vũ khí của Athena thì chúng ta sẽ tiếp tục có thêm một event phụ nữa, đó là event chơi hồn viện trợ các bạn ạ. Hồn viện trợ lần này là ba hồn viện trợ của Terry 2K3, Lemless và Eurysi. Mình nghĩ ở đây nó gõ hơi sai một tí, mình nghĩ ba võ sĩ viện trợ lần này nó sẽ là Zero, Terry 2K3 và Lemless. Lemless đây là viện trợ lần cuối, mình cũng hơi phân vân một chút đây này, với còn nên tích kim cương tham gia hay không, khi mà Athena nó sẽ ngốn rất nhiều kim cương đấy các bạn ạ. Còn sau đợt này là chắc chắn event sinh nhật rồi, rất phân vân. À, kèm theo đó cũng là bán hồn viện trợ và một số loại võ sĩ viện trợ khác ở trên, nhưng bán theo hộp chứ không phải theo hình thức gấp búp bê. À, chúng ta tiếp tục có cạo vàng để gia tăng thêm lượng vàng. À, trứng kim cương ở phần trên các bạn nhé, ngày 9 ngày 11. À, ngày 9, mùng 9, mùng 10. Nếu bạn nào cần nạp kim cương hay nạp siêu lợi tức mà rơi trùng vào ngày đấy thì ngon. Đấy. Săn bản sao Anis, săn bản sao Kula. À, chơi bí chuyện mới để nhận thưởng. Rồi ơi, bước 5 luôn. Vãi tật các bạn ạ. Đăng nhập mừng sinh nhật bước 5 luôn các bạn ạ. Từ ngày 11 cho ngày 18 luôn, không hiểu đến bước bao giờ thì nó mới cho chơi sinh nhật đấy các bạn ạ. Tới tận bước 5 luôn, và ngày của nó là tới tận ngày 18 các bạn ạ. Vãi thật đấy. Thật là khó hiểu luôn. Các bạn lưu ý lần này nó khác hoàn toàn so với event của sinh nhật lần 2 nhé. Event sinh nhật lần 2 là không có kiểu này đâu các bạn ạ. Hoàn toàn không có cái đăng nhập phải đến 5 tuần như thế này đâu. Mình nhớ một tuần thì như chỉ có một tuần hay là không có luôn ý. Sợ thật, không hiểu luôn. Em không hiểu. Rồi, thôi cũng được, đăng nhập càng nhiều thì nói chung là lợi nhuận cái vật phẩm thu được nó là free mà các bạn, càng tốt thôi. Mình cũng rất đăng nhập rất là đầy đủ mà. Đấy, có điều là sự các bạn biết trước là nhận quà rồi, biết trước là được chơi rồi, cứ giờ chờ nó sốt trắng lắm các bạn ạ, hóng lắm. Rồi, bán trang phục cho võ sĩ ngày 11 ngày 12, và đây là trang phục của Owas, hồn hạp trăng. Đúng như vậy, tiếp tục là hồn hạp kép của Owas và Saiki. Hai con này cũng là hai con tanh mà được ưa chuộng nhất hiện nay. Đấy, tất nhiên Owas sẽ có nhỉnh hơn một chút với cái khả năng ung thư của nó, còn Saiki thì búp cho team hỏa thôi. Rồi, hồn hạp thì luôn đi kèm với trứng và tiêu kim cương. Sẽ có hai quả trứng, một trứng hồn vũ khí của Owas và một trứng hồn vũ khí của thần bài các bạn nhá, của Saiki nhá. Rồi, kèm theo đó event tiêu kim cương kép giống như ngày đầu. Như vậy trong vòng 2 tuần tới chúng ta sẽ có rất nhiều các event ghê gớm. Hai phần đăng nhập theo ngày này, nói chung ngày nào cũng đăng nhập hết, có quà, lại còn kèm theo Quicken Bank, võ sĩ mới, hai lần hồn hạp viện trợ, hai lần hot run, vãi thật, nói chung vãi thật đây các bạn ạ, đối với trò lắm vai. Nhưng mà nói thật là cái gì quả kim cương là mới là vấn đề, bây giờ mình phải suy nghĩ, và mình nghĩ khuyên các bạn đấy cũng nên tính nhé, đúng không, phải suy nghĩ, đấy, xem là có lên chơi Athena vòng 1 luôn hay không. Đấy, vòng 2 thì nó sẽ lợi thế hơn vì có tiêm cương đi kèm. Vòng 1 có nên lấy hồn vũ khí hay không? Vì mình xét lại, tiêm kim cương của vòng 2 ngon hơn nhiều so với tiêm kim cương của vòng 1. Đấy. Rồi tiếp tục là gì nhỉ? Hồn viện trợ có nên lấy bây giờ đấy, mình thôi, hồn viện trợ nên lấy bây giờ hay là chờ event sinh nhật? Hôm trước đã bỏ rồi, hôm trước bỏ hồn đực lắm rồi. Rồi hồn nào kép đấy, đúng không? Bao nhiêu thứ ngon ấy. Đúng không? Giờ chỉ lo đấy, xem chơi cái gì các bạn ạ. Đấy là sự thú vị hay ho ở game này các bạn nhé. Còn các bạn cứ có kim cương bao nhiêu các bạn tiêu hết bấy nhiêu thì mình nói thật các bạn hụt mèo luôn. Và các bạn chỉ chơi được có event này, event sau là các bạn chỉ có ngồi nhìn. Đấy, cái quan trọng là người ta event nào người ta cũng được chơi các bạn ạ. Đấy, và người ta biết bỏ qua. Mình xin lỗi là người ta mèo nào người ta cũng được chơi. Có điều là người ta sẽ bỏ qua một số event, người ta ăn một số event thực sự là cần thiết. Đấy, cái này nó hay ho và nó hơn nhau là cái chặng đường dài là cái chỗ đấy. Bạn hơn ngày người ta ngày hôm qua chưa chắc, và thậm chí là ngày hôm nay.
nhưng chưa chắc ngày mai và ngày kia bạn đã hơn được người ta đâu. Đấy, và cuộc chơi này là cuộc chơi không phải tính theo đơn vị ngày đúng không các bạn? Đấy, các anh em chơi bời thì đấy, liệu liệu mà giữ mình nhá. Đấy, không đến lúc là nhà phanh nhau phích đi, công lại bảo đủ tại làm, ai biết đấy là đông, đúng không? Đấy, biết ai biết được event nó diễn ra như thế. Nhưng mà các bạn chơi là phải tính toán được cái đường bước đấy nhá. Rồi, chúc các bạn sẽ có một cái tính toán thật sự là hợp lý. Và cũng đừng quên theo dõi kênh YouTube của mình bằng cách đăng ký kênh, đúng không? Ủng hộ để chúng ta có thêm những cái gì nhỉ? À, để mình có thêm nhiều lực hơn để làm video chém gió, đúng không? Đấy, à, ngoài ra thì event trên group cũng rất tiếc là sẽ kết thúc sớm hơn so với dự định. Thế nên là các anh em nào mà chưa tham gia, có mà chơi khôn đợi đến chiều mai công mới tham gia đấy. Vì hôm nay là thật nó ra hơi sớm, đáng nhẽ phải chiều tối nay hoặc là chiều mai nó mới ra. Đấy thì công lần sau rút kinh nghiệm để mà tham gia event cho nhanh nhanh nhá. Đấy, và event lần này thì dự kiến là sẽ chỉ có một võ sĩ Athena ra mắt thôi. Đấy, còn đâu kết quả thì mình xin công bố vào các bạn theo dõi trên Facebook của nhóm nhá. Đấy, và sẽ được công bố sau khi update xong. Đấy, chúng ta sẽ lấy kết quả là sau khi nó update, chứ không phải lấy kết quả dựa vào cái bảng công bố này. Vì lỗi tech là cái chuyện đã có rồi, nhưng mà không có. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.